ngắn hoa sẽ nở. Đúng tần số, tình yêu sẽ kết nối. Tần số tình yêu trở lại. Nhưng tố mới, ông mày tâm lý Hoàng Cấp Bư và bà mối trẻ trung Lê Lộc cùng diện mạo mới với những thử thách bất ngờ, những tiết lộ thú vị thông qua chiếc điện thoại thân thánh. Hài hước, ngượng ngùng, nhưng cũng đầy cảm xúc. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.